Pì nọng sườn điếp, hát xèo cằm sáng son của Bác Hồ, kỳ pì đã quá. Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đồng xin thân việc khảm trải bính. Tông si son hừ ký xấy ra, mi xin đây, sẽ hết đây việc khảm trải bính của cần dân trang huyện. Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng ngại mì tiếp ớt khoa phòng, cầu tiếp bét cán bộ thấy ra. Thế hết đây thêm việc khảm trò bình hử cần dân thì đã khóa trung tâm y tế huyện đã lồng tim hết xảy căn ký bản pháp. Thế hết đây việc khảm trò bình cả ngày trung tâm đầy chất sập đầy đo ký cha ti bao hết đây việc đẩy văn mở chuyên môn trung tâm hết đây ký quy trình kỹ thuật trang khảm trò bình hử cần phần bình bí tre phát óc ký mòn mí đây trang chuyên môn lồng tim hòa chứng hử cần phần bình. Lúc này mà điều trị hôm nay cái bác sĩ rất là tận tình, rất là chu đáo, rất kiểu lúc của A này ký văn với thọ bệnh tình đỡ hơn hẳn ngay. Thế hết đi thêm việc khảm trải bình hử cận dân, trung tâm y tế huyện Văn Lãng đang thí chứng trải tèo ký khoa phòng, nhất là khoa khảm bình đầy chất sập tây đo, tắng ngang thẳng. Chứng chọi đây thêm hử ký khoa phòng, ban hử cần dân, vừa thân khảm trò bình hăn khoanh ngài. Trung tâm mì ký hộp thư, âu ý kiến rú ký khoa, theo âu ý kiến phản ảnh của cần phần bình, xây cần trường của cần phần bình, mở dịch vụ khảm trò bình, quy tắc kinh phối của cán bộ. Trang hốc vươn hô bi, trung tâm mí mì thắc đơn thư khiểu nại tố cáo. Thêm chơ vì cần phần bình của cán bộ thấy ra, phản càng đầy tải trung. Trung tâm đã phần tỷ đẩy cần dân tỷ phương, xảy cần dân ký búng sở sàng, ổn thêm khẩu khảm trà bình. Trang hốc quân hô bi, mì tành tiếp hạ xiên hốc phát cần phần bình, thân khảm trà bình xuống trung tâm. Và khẩu viên để tuần nhà, văn hệ để người bác sĩ chăm sóc tay lái, văn hệ mình ước tính ký mòn đây đã hết đầy. Toán hạ trung tâm y tế huyện Văn Lãng sẽ ao thêm ký thấy ra vì chuyên môn mà hết việc. Đồng thêm ao thêm ký tra tri kỹ thuật mới, khẩu khảm trà bình. Tổng tỷ dường trung thêm chơ đạo đức, thêm chơ hết việc của ký thấy ra. Các sáu tối mở ký thủ tục hành chính. Đồng thêm chứng tròi, ký khoa phòng, chấp sập thêm ký tra tri y tế mới, thon tải thông trình độ chuyên môn, cử ký cán bộ. Bao hết đây thêm việc khảm trà bình, đẩy cần dân ổn thương, thương khảm trà bình. Tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ. Bao hữu ký lấy ra hết đây hơn thêm việc ngòi chứng mọi mòn, thân cần bệnh bình, bao hết ngắm xin cần bệnh bình. Chứng hữu bệnh viện chăn trừ kheo sơ đầy mạc, tăng hữu cấp ủy chính quyền. Chướng hử đây thêm ký khoa phòng rũ bệnh viện huyện xây ký trạm y tế xã lồng kim son cả sáng cả cần dân ngồi chướng đây sức thành tấn thành son thêm hử ký lấy ra bao đây việc khảm trò bình ngồi chướng sức thành hử cần dân tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân thông thọ việc ngồi chướng sức thành hử cần dân đa việc hết cần xíu tàu thì trang ký pi đã khóa cán bộ thấy ra của trung tâm y tế huyện Văn Lãng, dừng thì dừng thông thêm chơi trách nhiệm của hết đầu tới sáu việc ngoài chứng sức thành hự cần dân tỷ phương